Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ test hàng cho một bác khách. Bác lấy bên em một bộ mic U705S đấy, của răng lắc acoustic anh em nhé. Anh em nhìn cái chất không ạ? Đó, nhìn cái vỏ hộp đã chất rồi nhé. Con này để giá 2.4 triệu, bao con hay cho anh em. Đó, rất chi là lịnh rộng. Đây là xốp bảo vệ. Đó, đây là sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Và đi kèm với bộ mic này thì nó sẽ được 4 quả pin này. Đó, và hai cái đầu chụp đây nhé anh em nhé. Đó, hai cái đầu chụp này và hai cái chống lăn rắc 6 ly cho anh em. Đó, phụ kiện và cái cục sạc nguồn này. Đó. Bên cạnh thì anh em để ý đây ạ, có hai cái anten nha anh em nhé. Anh em để ý nó góc này, nhiều anh em không để ý đâu. Đó, cứ bảo không có. Đó. Và đi vào phần chính. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Đó, đây đầu thu của chúng ta nhé, rất chi là đẹp và xịn sò đấy ạ. Đó, LXU705S quá VIP nhá. Con này thì nó có đầy đủ các chức năng cho anh em, chế độ dò sóng sạch, cảm biến gia tốc, và chế độ tự ngắt. Đó, đặc biệt con này nó rất chi là tiết kiệm pin. Quay mặt đằng sau đây ạ, đằng sau thì nó có hai cái rắc cắm anten anh em nhé. Đó, và đây nó cũng hỗ trợ là mình cắm hai mic, cắm bằng rắc ca lông. Đó, và đây giữa thì nó là cái cắm hoa sen từ con mic này vào con vang, và đây là cục đường cắm nguồn của nó. Đấy, rất đơn giản thế thôi anh em nhé. Đó, đây tay mic đây ạ. Đó, đó, tay mic đây nha, LX Acoustic U705S rất chi là chất lượng anh em nhé. Trước em bán con VM500 ấy cũng rất chi là chạy, nhưng mà đời này còn cao hơn nhá. Đời này em lấy về cao hơn con VM500 rất nhiều. VM500 nó 1.8 triệu thôi, nhưng con này nó là 2.4 triệu, hay là hơn 600, nhưng chất lượng thì nó sẽ khác biệt anh em nhé. Tí nữa em sẽ thẩm âm để cho anh em nghe. Và đây bác khách đây, bác lấy hàng bên em, bác là Hoàng Anh Tiến nhá. Đấy, bác ở 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy, bác lấy con mic này với giá là 2.4 triệu, bảo hành 12 tháng. Cầu Giấy, Hà Nội thì ngay đây, tí nữa em sẽ cho người đưa ship cho anh. Và cảm ơn anh đã mua hàng bên em. Và không để chờ lâu nữa thì là em sẽ test bộ mic này. Đấy, để cho anh em nghe cái chất âm của nó nhá. Chúng ta quay vào đằng sau. Đó, cái dây nguồn như em vừa nói đây ạ, anh em thấy không ạ? Dây nguồn anh em cắm ở đây cho em nhé. Đấy, cắm. Tiếp theo dây 6 ly từ con vang. Đó, đây em cắm từ con vang đây ạ. Đấy, và đầu còn lại anh em cắm cho em vào cái mic này. Thế thôi. Còn nó anten anh em nắp vào nhé. Đây em test hàng thì em không cần nắp đâu. Đấy, lắp anten thì nó sẽ bắt sóng xa hơn ạ. Đó, và chúng ta sẽ quen, chúng ta sẽ bật công tắc nguồn lên. Đó, và em sẽ thử tiếng mic. Thử từng tay một. Đó, sẽ thử từng tay một nhá. Đó, bật lên và nó sẽ hiển thị cái màn hình ở trên con mic này nhé. Đó, nó có đầy đủ những vạch sóng, anh em nhìn thấy không? Đầy đủ những vạch sóng nhé. Khi bật lên nó sẽ hiển thị vạch sóng và cái báo những cái vạch pin này, báo vạch pin này, anh em thấy không ạ? Đó, nó rất đơn giản thôi. Nó dòng mic 6 số nó rất chi là hiện đại nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.
Đó, rất ấm nha anh em nhé. Anh em nghe thử. À, đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, quá hay anh em nhé. 2,4 triệu đúng không? Cái này anh em có thể chơi sự kiện được nhé. À, chơi sự kiện ngoài trời ok nhé. À, quá ok luôn. À, giá hợp lý chỉ có 2,4 triệu thôi. Đến 6, 7, 8, 9. Đó. Và có một điều tiếp theo, ví dụ đó, ví dụ như là nhà mình mà có trẻ nhỏ đấy ạ, thì không may bấm vào những cái bấm vào ấy thì nó sẽ bị lệch tần sóng đi như thế này đúng không ạ? À, đây 6,7,8,9 thì nó sẽ không bắt được nhá. Đấy, và đây em sẽ làm lệch hết tần sóng đi. Đó, 5,6,7,8,9 đúng không ạ? Không alo đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần dấn vào set ạ. Đó. Đó, và để cái màn hình của cái mic này đấy, vào cái IR này thì nó sẽ nổi những vạch sóng này lên anh em nhé. Đó. Đây em sẽ làm lại cho anh em nghe xem. Đấy, rất đơn giản thôi. AD1256 đúng không ạ? Không được ạ. Chúng ta ấn set. Đó, ấn set và để cái này vào chữ IR và màn hình là ok nhé. AD1256789. Nó rất đơn giản thôi. Và cái tay mic bên kênh A lại cũng vậy. Đó, em sẽ test hết cả hai tay mic cho anh em. Đó. Test cẩn thận về các bác chỉ việc sử dụng thôi nhé. Đó. Khi bật lên, đấy, bật tay mic lên thì nó đồng thời nó sẽ hiển thị vạch sóng và mã pin của cái đầu thu này anh em nhé. Đó, nó sẽ hiện lên đây ạ. AD1256789D6789 12. Đó. Đó, chất âm quá tuyệt vời anh em nhé. Giá chỉ có 2,400,000 đồng thôi. Và em cũng làm cái video ngắn để test hàng cho bác. Cũng cảm ơn bác đã tin tưởng vào mua hàng bên em. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Đó, anh em xem video thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh cho em. Đấy. Nhấn like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nhé. Bác nào mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới ạ.